Hy sinh tất cả vì tiền rượu dưới sự lãnh đạo là của chủ sĩ phải phấn đấu thực hiện một bàn nhậu là đẹp trời quê hương. Điều hai phải tuyệt đối phục tùng theo mệnh lệnh chủ sĩ dù có nhận bất cứ nhiệm vụ gì như mua rượu mua mồi làm mồi phải tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Điều ba là thắng không kêu bại không nản bỏ cơm hút cháo là không sợ lòng giàu xe gây chỉnh là không nản chí. Điều bốn là ra sức ăn nhậu nêu cao trình độ ăn nhậu về mọi mặt như là nhân quá và lễ phép trong khi dọn những người lớn tuổi và luôn luôn chặn đầm anh em nhậu đường lối chủ sĩ đề ra là không được kể tán. Điều năm là khi vào ăn nhậu không say không về phải hết lòng cạnh tranh với đối thủ quyết cả đối thủ cho bằng được mới xứng đáng với truyền thống là không là con rồng cháu tiên. Điều sáu phải giữ gìn dụng cụ trang bị ăn nhậu như là ly chai chén rượu muỗng với keo thưa hết quyết không để rơi vào tay bọn ác, luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công không đập phá bừa bãi. Điều bảy hết lòng thương yêu nhau như anh em ruột thịt lúc thường cũng như lúc ăn nhậu. Nếu có bạn nào ăn nhậu say xỉn mỏi thì phải đưa được về nơi an nghỉ cuối cùng thực hiện toàn phe một ý chí. Điều tám khi chốn đi nhậu mới thì vợ con bắt được mắng chửi đánh đập đau đớn như thế nào quyết một lòng trung thành với anh em trong vòng tròn không bao giờ phản bội xin khai nhận chứ toàn lùng của ta bị chửi điều chín khi nhậu xỉn không được ăn cắp của bà con hãy chửi mắng bà con chầm sớm không ăn cắp bà con trái cà củ khoai mà hỏi xin mấy trái xài nhậu lai rai thì được. Điều mười khi nhậu xỉn không được tổ chức đánh bài bạc cá cược hơn thua mà nên tổ chức trong quá như ngày xưa sao nếp sống lành mạnh trong thời kỳ công nghiệp hiện đại hóa của đất nước. Điều mười một khi nhậu xỉn cũng được quơ tay quơ chân chửi thời hay ối mửa khạc chỗ bừa bãi làm bại hoại gia phong nền món ăn nhậu của chúng ta. Điều mười hai thằng nào tủ lượng từ hai sĩ trở lên mới cho ngồi vô bàn nếu không ngõ ngoài trời chủ sĩ sẽ giặt như mua này nọ nhân nhân dài nhân nhân. Điều mười ba khi nhậu phải coi lợi túi tiền vừa rượu vừa mồi như là liệu cơm có mắm không được thiếu chịu và không nên uống rượu mà không có mồi gì như thế sẽ bị bệnh bao tử ảnh hưởng đến tủ lượng sau này. Quá. Điều mười bốn thằng nào có em gái đẹp hoặc em vợ đẹp được khấu trừ 3 ly trong tiền rượu. Thằng nào đốc số gả em vợ sớm trong bàn nhậu mà thằng bé Tư biết được bị phạt 3 ly còn nghèo 3 năm cộng thêm 1 năm bị trời đánh. Điều 15 khi chọn nơi nhậu phải lựa thêm cảnh quan sạch đẹp để tu lượng có phần tăng thêm chút đỉnh. Tất cả những điều luật trên nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị phạt từ 2 đến 4 ly tùy theo mức độ nó nhẹ. Ký thay đại đế phó đại đế kim trưởng ban tổ chức ăn nhậu là sơ gan của chức đăng ký hết.